Nếu ai có dịp đến với Mộc Châu một lần, dù mùa hè hay mùa đông, ngày sương mù trắng núi hay ngày nắng trải vàng mơ trên rừng, đều không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của vùng đất cao nguyên. Không chỉ được trải nghiệm trên những cánh đồng chè xanh mướt hay tận tay vắt những mẻ sữa bò thơm ngon, Mộc Châu còn được biết đến với một loại nông sản mới, đó là chanh leo. Với diện tích gần 300 hecta, những người nông dân nơi đây đã đưa loại nông sản này xuất khẩu sang Trung Quốc và một số nước tại châu Âu. Cây chanh leo đang trở thành cây vàng trên cao nguyên Mộc Châu. Mộc Châu được biết đến là một cao nguyên chủ phú. Nơi đây nổi tiếng với những nông sản như mận tam hoa, đào, mỏ quạng. Chúng còn được biết đến là một trong những địa phương có tỷ phú nuôi bò sữa nhiều nhất cả nước. Nhờ khí hậu và thổ nhưỡng thích hợp, nơi đây được ví như một Đà Lạt thứ hai, thích hợp cho nhiều loại cây trồng cũng như là canh tác các mô hình nông nghiệp công nghệ cao, sạch. Hơn 2 năm trở lại đây thì có một loại cây trồng được người dân đưa vào canh tác đã làm thay đổi đời sống và khẳng định được chỗ đứng về chất lượng cũng như là hiệu quả kinh tế. Loại cây trồng tôi đang nói tới đây đó chính là chanh leo, một trong những loại cây ăn quả mới được người dân ở Mộc Châu, Sơn La trồng từ 2 năm trở lại đây. Và hôm nay cuộc sống nhân ông chúng tôi sẽ cùng về đây để xem hiệu quả kinh tế của cây trồng này mang lại cho người dân ở đây như thế nào. Chanh leo hay còn được gọi là chanh dây. Đây không phải là hoa quả lạ lẫm với nhiều người tiêu dùng. Nhưng nếu được chứng kiến tận mắt tại vùng trồng của người dân Mộc Châu mới thấy được sự choáng ngợp bởi vẻ đẹp lạ mắt từ những dàn chanh leo chĩu quả. Dọc theo con đường lên cao nguyên Mộc Châu vào tiểu khu 84-85 thuộc thị trấn nông trường Mộc Châu, Sơn La, không khó để thấy sự bạt ngàn phủ kín một màu xanh của vùng trồng chanh leo. Chúng tôi chỉ có thể gặp được người dân ở những nương lán trên đồi. Với họ, đây là thời điểm bận rộn nhất trong năm vì mùa chanh leo đang sắp được thu hoạch. Vườn chanh leo của gia đình chị Thắm đã khai thác được hơn 2 năm. Để kịp gối vụ chanh cho năm tiếp theo, chị đang tất bật trồng sen giống mới ở những khu đất trống với hơn 300 gốc chanh giống mới. Quả sai quá. Chị Thắm ơi, dạ. Chị đang làm gì đấy ạ? Đây, gia đình đang trồng đào hố để trồng chanh leo. À thế ạ? Dạ. Em thấy là chanh leo nhà mình cũng sắp được thu hoạch thì mình lại tiếp tục trồng mới hả chị? Vâng, đấy là cây của năm giống 25 rồi, bây giờ trồng cây mới để sang năm thu tiếp. Cây này hết thì là cắt bỏ đi thì là mình cho cây này leo lên dàn để sang năm mới mình thu loạt mới này. Nhà chị thì khai thác trong vòng chu kỳ mấy năm hả chị? Chỉ 25 thôi, nếu sợ nó, cứ sợ nó bệnh thì chỉ để 25 thôi. 25 mình lại trồng mới. Vâng. Thế hôm nay thì nhà chị trồng nhiều gốc giống mới không? Trồng khoảng 3 cái chỗ 5.000 đất này trồng khoảng 300 cây. Thế bây giờ mình đào đất thì có cần đào sâu không? Chị để em giúp cho. Chỉ đào như thế này thôi. Vâng. Thôi chỉ đào hố như thế này thôi. Đào hố kích thước nó như thế nào chị? Kích thước khoảng 50. 50 là đường kính đấy ạ? Vâng. Thế còn có phải đào sâu quá không? Không, không phải đào sâu đâu. Đào sâu khoảng 20cm. Vâng. Nếu mà sâu quá thì nó có ảnh hưởng gì đến cái giống không chị? Không ảnh hưởng đến giống, nhưng mà mình đào như thế để mình cho phân gà xuống rồi là tưới tắm cho nó giữ cái độ ẩm cho mình. À thế ạ. Vâng. Em đào như thế này là hợp lý rồi đúng không ạ? Vâng, được rồi. Thế bây giờ công đoạn tiếp theo là mình phải cho phân gà lót ạ? À? Vâng, cho để bây giờ đã cho phân gà nhá. À thế ạ. Vâng. Đây chị để em. Rác khoảng nửa bao nhiêu ạ? Thì cứ nửa cái xô đấy thôi ạ. Nửa xô à? Vâng, cho hết một nửa đấy. Đây. À. Đây, mình thế thôi. Thế vâng, nó... cái này để hố mới. Vâng, hố mới, nó nóng. Còn chỉ thế thôi. Bằng này đất thôi à? Bằng này đất. Xong rồi mình... Nếu mà lấp kỹ đất quá thì nó lại không có, không ăn phân được.
chặt cây quá. Vâng. Chỉ vừa vừa thôi, không được dí mà chỉ cứ thả không đất thế này thôi. Vâng. Cứ dí nó nghẹn cây ấy, như kiểu mình trồng cái gì mình cứ dí sặt chặt quá nó nghẹn nó không lên được. Vâng. Chỉ làm đơn giản thôi, chanh nó đơn giản mà. Cái này mà cho nhiều nó có ảnh hưởng đến giống không? Sợ nó nóng. Đây bây giờ cho xong lại phải lấp một nửa đất này lên. Vâng. Trồng như thế này thì nó cũng đơn giản chị nhỉ? Đơn giản thôi. Phân gà này thì mình có thể tận dụng được rồi. Vâng, phân gà thì không, phân gà là cũng có mua của họ chứ. À, thế ạ. Phân gà có mua chứ nhà mình trồng thì lớn không. Lớn thì phải mua đúng không ạ? Vâng. Đây là cái giống nội hay là ngoại chị? Mình nhập ở đâu hay mình mua ở đâu đấy ạ? Mình mua của hợp tác xã. Vâng. Vâng, hợp tác xã cấp giống cho mình để mình trồng. Vâng. Giống này là giống đắt tiền. Đây là giống này 40.000 một gốc đấy ạ. À, thế ạ. Giống này quả nó vỏ nó cứng. Vâng. Mà đến lúc mình bứt thì nó không bị bỏ vào sọt và ấy nó không bị móp vỏ. Mình trồng đây thì cái sản lượng giống nó hao hụt bị chết bị héo thì có nhiều không? Trước đây mình chưa hợp tác xã dạy bảo mình đi hướng dẫn cho mình trồng thì thì từ ngày hợp tác xã bảo mình trồng như thế nào thì mình đi theo người ta làm như thế thì nó không chết mà nó không ấy. Mình còn nếu mà không hợp tác xã không có người đi bảo mình thì trồng sợ nó cũng không đảm bảo. Đấy nó cứ thế này thôi. Đất ở đây nó cũng xốp mà. Xốp mà. Đấy thì trồng như thế này thôi, xong là mình đi trồng xong là mình phải tưới nước. Mà giống này thì giống chuẩn không phải lo lắng gì. Mình mua về là nó có mỗi cái bầu này không. Thế nên mình mua về mình phải mua thêm cái tư bóng này, mình đóng thêm bầu vào xong nó xiên rễ. Đây này, như cái bầu này có bầu nó xiên rễ ra đây này, này. Như thế này là mình phải mang đi mình trồng rồi này. Nếu mà để lâu là cũng rễ nó dài quá thì nó sẽ trột đi mất cây đi. À thế ạ. Đấy, như thế này là mình mang đi mình trồng rồi này. Khoảng chục năm về trước, những triền đồi rộng lớn được phủ bóng bởi cây ngô, cây mía. Nông sản trong vùng cũng không thu được kinh tế cao mà chỉ đủ tự cung tự cấp. Gần hơn nữa là người dân đã chuyển đổi sang trồng su su, mặc dù phát triển tốt nhưng nông sản này cũng dần mất giá. Những triền đồi trải dài giờ đây đã được thay thế bằng những giàn chanh leo chĩu quả. Gần nhà chị Thắm là những đồi chanh leo của gia đình anh Ba. Nhờ chăm sóc tốt, thời điểm này gia đình anh đã bắt đầu thu hoạch những vựa chanh leo chín sớm. Ngay từ sáng sớm thì công việc của những nhà nông như mình chắc là cũng bận rộn rồi đúng không ạ? Rất là bận. Trồng thì bắt đầu ăn Tết xong rồi trồng. Vâng. Cái này nó chắc là nó cũng không mất nhiều công chăm sóc lắm đúng không anh? Nói chung là cũng mất nhiều ấy. Anh ơi, thường thì chanh leo này là thu hoạch vào những cái thời điểm nào trong năm anh? Từ tháng 7 cho đến tháng 12. À thế ạ. Thế thời điểm này thì gia đình mình đã thu hoạch rộ chưa anh? Nói chung là thu hoạch rộ rồi. Hôm nay thì chắc là mình cũng thu hoạch ạ. Hôm nay là cũng thu hoạch. Vâng. Thế hôm nay để em sẽ giúp anh thu hoạch chanh leo để làm sao mà xuất bán cho được nhiều nhất anh nhé. Rồi, ok. Vườn nhà anh đây ạ. Chanh leo sai quả quá nhỉ anh nhỉ? Đây là mình trồng diện tích có lớn không anh? Đây diện tích nhà anh thì khoảng 1 hectare. Vâng. Quả này là thời điểm này là đã được thu hoạch chưa anh? Chưa. À thế ạ? Sang tháng. Sang tháng ạ. Em thấy là chanh leo mình trồng như thế này thì nó có sai quả hay là nó dày quá không anh? Nó sai như thế này, mình phải cắt tỉa. Đấy. Phải cắt tỉa những cái gọi những quả bé đây đi. Đây, cái quả này. Đấy, mình phải cắt tỉa ra đi. Vâng. Đấy, dùng kéo cắt tỉa đi. À, để cho những quả chính nó... Để cho những quả này to ra. Đấy. Và tỉa những cái... Đây, như thế này. Vâng. Ở trên cái vùng đất này thì chanh leo nó có những cái điều kiện thích hợp như thế nào để nó phát triển? Nói chung là đất ở khí hậu trên này đấy thì nó rất là mát. Đấy. Nó rất là mát này, mấy hai nữa là nó cái đất chất đất nó rất là tốt. Một hecta đất được anh Ba mua của người dân trong vùng. Ban đầu, đây chỉ là những ven đồi xen lẫn đất và đá. Nhìn thì có vẻ dễ, nhưng để trồng được chanh leo có hiệu quả và đạt yêu cầu khi thu hoạch thì không phải chuyện đơn giản. Khí hậu mát mẻ quanh năm
cùng với điều kiện thổ nhưỡng thích hợp là những điều kiện giúp người dân ở Mộc Châu mạnh dạn chuyển đổi cây trồng mới này. Dù mới được trồng 2 năm, nhưng anh Ba cũng như nhiều hộ dân đã có nhiều kinh nghiệm trong chăm sóc chanh leo. Thì nói chung là vừa tầm này mình thứ nhất là mình cắt tỉa lá rồi rút dây rồi là mình hái quả. Nói chung là từ lúc trồng cho đến lúc bắt đầu được thu là 4 tháng. Đấy. Từ lúc bắt đầu đặt cây xuống cho đến lúc bắt đầu được hái quả là 4 tháng. Còn từ lúc bắt đầu được thu hoạch đến gọi là hết là đến tháng 12. Cứ sau một lứa này được thu hoạch lứa khác lại lớn lên. Đúng không? Tầm 4 ngày một lứa đến 5 ngày. Như về mùa rét này thì nó rơi vào khoảng cơ tầm 6 đến 7 ngày mới được hái một lần. Có như một tuần mình thu hoạch một lần. Thế chăm sóc cái loại cây này thì có khó khăn gì không anh? Nói chung là chăm sóc cái cây này thì cũng vậy là nói chung nếu như để mà nói thì rất là vất vả. Đấy, cây chanh. Vì là cái giống chanh này là mình phải cần phải có nghĩa là biết cách chăm sóc để mình xử lý. À thế ạ. Vì là cái giống này nó bị hay bị thối gốc. Vâng. Đấy. Thậm chí lên đến già này rồi, ra quả rồi nó vẫn chết bình thường. Dạ vâng. Như thế này thì giờ là mình chỉ có là đi sới cỏ bốn quanh. À thế ạ. Đấy. Xong bắt đầu là cho phân. Vâng. Làm hết cỏ như này. Cái cỏ này mà cứ để nó mọc cao lên quá thì có ảnh hưởng gì đến cây chanh leo không? Thì nó ăn hết cái chất màu của cây chanh leo. Vâng. Thế nên là mình phải dẫy nó đi. Không dẫy thì mình phải dùng máy phát hết đi. Không được để như này. Vâng. Không được phun thuốc. À đây là không phun thuốc đúng không? Phun thuốc. Nếu mà phun thuốc thì là nó sẽ làm hỏng hết bộ rễ. Vâng. Đấy, và nó sẽ cây chanh nó kém phát triển. Đã có hàng chục năm gắn bó với mảnh đất Mộc Châu, thử sức với nhiều loại cây trồng khác nhau như ngô, rau cải hay su su. Những người nông dân ở đây chưa từng nghĩ đến việc cây trồng của họ sẽ có thể xuất khẩu. Dám nghĩ, dám làm, mạo hiểm thay đổi cây trồng mới. Cùng với sự nhạy bén thị trường và đặc biệt là sản xuất sạch, cây chanh leo đã giúp giấc mơ xuất khẩu nông sản của họ thành công. Anh Ba cũng như nhiều hộ dân ở đây đã được hợp tác xã hướng dẫn cách trồng và chăm sóc cây chanh leo. Thôi bây giờ để em cuốc cho, anh sẽ lấy một ít phân để anh bón cho cây nhé. À. Anh ơi, bây giờ cuốc thì mình cuốc quanh như thế này thôi anh. Đây cuốc quanh như thế. Sao quanh như thế này ạ? Thế làm gần quá thì gốc cây thì có ảnh hưởng gì không ạ? Nó sẽ ảnh hưởng đến cái rễ non. Đấy. Mà cũng chỉ gọi là hớt gọi trên mặt thôi, chứ còn nếu hớt sâu quá nó cũng chém hết vào cái bộ rễ. Em cứ xử lý cho anh nghe dãy cỏ ra nhé. Dạ vâng. Để cho nông sản sạch, các hộ phải tuân thủ quy định của hợp tác xã đề ra. Đặc biệt, trong suốt quá trình chăm sóc, người trồng tuyệt đối không được sử dụng thuốc hóa học. Vốn là hộ chăn nuôi bò sữa, lượng phân thải của bò sẽ được anh Ba tận dụng để bón cho cây trồng, giúp gia đình anh tiết kiệm tối đa chi phí. Ở đây, sau khi làm sạch cỏ quanh gốc, cứ nửa tháng, những gốc chanh lại được bổ sung dinh dưỡng một lần. Anh Ba, em sắc cỏ như này đã được chưa? Làm như thế được rồi đấy. Vâng. Bây giờ là mình bón phân hả anh? Dạ, bón phân. Cái loại phân này là phân... Phân bò ủ. À, thế ạ. Mình ủ cái này trong thời gian có lâu không anh? Nói chung mình ủ cái này là trong 3 tháng. Vâng. Thì gồm có vôi, rồi là thuốc xử lý. Đấy, rồi là mày ngô. Vâng. Nên mình ủ trong 3 tháng mình mới gọi là nó phân nó tiêu hủy hết các cái gọi là các con vi khuẩn. À đấy không mình mới đưa được ra đồng. Vâng. Đấy. Có nghĩa là cái lượng phân này thì ở đây là mình cũng tận dụng luôn chứ không phải đi mua ở đâu đúng không anh? Mình tận dụng luôn. Vâng. Không phải mua ở đâu cả. Với một cái cây trồng mới lên như thế này thì cái lượng phân mình bón có nhiều không anh? Nói chung cũng bình thường thôi, vâng. Cũng không hết bao nhiêu cả. À, thế khi bắt đầu nó mới lên đến ràn, vâng. Và ra hoa đây thì mới là hết nhiều phân. Vâng.
Nhưng còn như tầm này đi thì nói chung là mình chỉ bón phân chuồng rồi tưới. Đấy. Nó còn đang nhỏ như thế này thì mình cũng không phải mất nhiều. Vâng. Bây giờ bón thì bón kiểu gì anh? Đây mình đây nhá, gốc đây. Mình phải cho phân phải xa như thế này. Đấy. Cho nó xong sát vào gốc để nó cây có thể ăn phân luôn á. Cho ăn từ từ thôi. Đấy. Nhưng nếu mà ăn cho sát vào gốc thì nó sẽ làm sót cơ dễ. Nó sẽ chết. Đấy. Em tưởng là cái phân này xử lý qua ủ rồi thì nó cái độ mặn cũng như là các cái độ pH của nó cũng giảm đấy anh. Nó sẽ nhiều quá. Cái lượng cái lượng của nó vẫn còn giữ đọng lại. Nên nó vẫn sót vào gốc và nó không bốc được. Mình phải cho ăn từ từ. Thì nó mới phát triển được. Nếu như mà mình cho sát vào gốc quá thì nó cũng gọi là ăn được nhưng mà nó sẽ làm thối hết dễ. Thế là trung bình là chỉ cần khoảng 1 đến 2 kg phân thôi. 1 đến 2 kg vì là trước khi rồng là mình đã có cái phân nót rồi. Đấy, thì là nó đang ăn rồi. Đến khi nó chỉ dễ là nó phát triển dần dần lên hết khu quả này thì nó mới phát triển mạnh. Em thấy ở đây là mỗi trụ chanh leo như thế này sao mình không trồng luôn vào gần chỗ cái trụ bê tông anh? Vì là nếu như vào cái chanh gần đấy thì là mình không buộc được, nó to quá. Đấy, và hai nữa là cái này nó không bám được, mình phải dùng các những cái cành tre này mình cho nó leo lên. Đấy, mình buộc vào những đến nó lên đến đâu mình buộc vào đến đấy. Đấy. Ví dụ như nó lên tầm này thì mình buộc vào đến đây. Đấy, xong mình buộc dần lên đến dàn. Đấy. Lên đến dàn phát thì bắt đầu mình bắt tay ví dụ như nó về hướng kia thì mình phải cho nó về hướng bên kia. Để làm sao nó phủ cho kín nó đều dàn. Đều. Đấy. Cho nó lan đều ra các cây là dàn. Vâng, nó lại vừa có thể đón ánh nắng đều được, cây nó cũng phát triển tốt hơn nữa. À, thưa quý vị, trồng chanh leo thì như chia sẻ của anh Ba thì sau 4 đến 5 tháng trồng thì người nông dân có thể thu hoạch được. Và hôm nay tôi sẽ cùng với anh Ba thu hoạch những cái sản lượng chanh leo để kịp xuất bán cho các thương lái trong vùng. Anh ơi, bây giờ thì thu hoạch ở trên điểm trên đây ạ? Thu điểm trên này. Dạ vâng, đây anh em nhìn đi. Ở đây thì mình trồng thì thu hoạch thì cứ cách bao nhiêu ngày mình lại thu hoạch một lần rồi anh? Nói chung là 4 đến 5 ngày mình thu hoạch một lần. Đấy. Quả này được thu hoạch chưa ạ? Đây như quả như quả này. À, nó là ngả màu xám rồi đúng không ạ? Đây anh đấy nha, phải dùng kéo. Vâng. Đấy, cắt đến tầm núm này. Không mà mình mà vặt tay là nó đứt hẳn nhúm đi thì lúc mà xuất bán hoặc xuất khẩu thì cũng nó không ổn. Nó nhiễm bệnh. Có nghĩa là tay mình bứt từ quả này sang quả khác là nó cái quả này ví dụ như nó có bệnh chẳng hạn thì nó sẽ nhiễm sang quả khác, mình phải dùng kéo. Này nó chín đâu. Thu hoạch mà đại trà như thế thì mình xuất bán thương lái trong vùng có thu mua hết cho mình không? Nói chung là mua được hết, cũng cái là bao nhiêu cũng mua hết. Chắc chắn đây là một trong những cái nông sản rất là sạch đúng không anh? Rất là sạch. Vì là cái này phải trải qua cái là Việt Gáp nên là đấy, tuyệt đối cái giống này không được phun thuốc sâu, thuốc trừ cỏ. Đấy, vì mình chắc chỉ phun vi sinh thôi đúng không ạ? Mình chỉ phun thuốc vi sinh. Trồng ở đây thì các hộ có được hướng dẫn hoặc là phải cái quy trình trồng đấy là phải nghiêm ngặt tuân thủ như thế nào không ạ? Nói chung là mình phải tuân thủ đấy, mình nghiêm ngặt về cái chỗ là nếu như mình mà phun thuốc hóa học thì là mình sẽ dừng thu mua và mình sẽ không được không thu mua cho mình nữa. Đấy. Hơi ít quả ấy nhỉ? Nói chung là khu này mình mới chảy xong nên là đây quả này được rồi anh nhỉ? Đây, quả đây được rồi đây ạ. Phải dùng kéo hả anh? Đây anh cắt
Cái này vào thời điểm thu hoạch rộ là cũng tương đối anh nhỉ? Nói chung là tương đối đấy. Vâng. Để đạt được cái yêu cầu thu hoạch mà thương lái người ta đặt ra đấy thì mình phải đảm bảo được cái mẫu mã quả chanh như thế nào anh? Mẫu mã quả chanh thì nó phải, nói chung là nó như thế này, đấy, tương đối như thế này, không có một vết xuất, không có một cái gì cả. Mà chanh nó phải vặt chỉ được tầm như thế này thôi, đấy, tím tím này. Nếu mà chín quá thì người ta sẽ không đóng được đi xuất khẩu, thì nó về nó sẽ bị top đi. Dạ vâng. Vâng, thưa quý vị có thể thấy là qua những cái chia sẻ của anh Ba thì để chanh có thể được thương lái thu mua thì phải đảm bảo được một số những yếu tố. Thứ nhất là chanh không được chín quá, thứ hai là không được xanh quá, và đặc biệt là quả chanh phải nhẵn bóng như thế này và không có sự chích hút của những cái côn trùng gây bệnh lên quả chanh mới đảm bảo được yêu cầu. Giữa vùng khí hậu mát mẻ, sinh thái ít côn trùng, thổ nhưỡng thích hợp nên cây chanh leo nhanh chóng bén rễ và phát triển xanh tốt trên đồi đất cao nguyên. Chỉ nhờ nước tưới và phân hữu cơ, sau khoảng 4 tháng trồng, chanh leo có thể cho thu hoạch vụ đầu tiên. Và sau 3 năm cho quả, người trồng mới cần thay gốc. Lúc này, những quả chanh đã căng mọng. Chúng chuẩn bị thay màu áo mới từ xanh chuyển sang màu tím thẫm như một cách báo hiệu mùa thu hoạch đã đến. Theo chia sẻ của anh Ba, vụ thu hoạch sẽ kéo dài đến Tết. Cứ mỗi tuần, gia đình anh lại có thể thu hoạch một lần. Vào thời điểm chín rộ, anh có thể thu được từ 500 đến 600 tạ chanh leo. Sản lượng này đều được hợp tác xã trên địa bàn thu mua. Một năm như anh chia sẻ là cũng thu được tiền tỷ từ cái chanh này đấy. Nói chung là một năm thì nói chung là cũng phải được 700-800 triệu trở lên. Nói về trồng trọt và nhất là những cái loại nông sản thì để có được cái giá trị đấy thì cũng tương đối là hiếm có loại cây trồng nào. Chẳng có cái gì cây là bằng cái cây chanh leo được. Nói chung là cũng không phải là bằng, nhưng mà nói chung là muỗng chanh leo này nó cảm thấy là nó thu nhập nó ổn định hơn. Và thứ nhất là giá cả. Đấy. Nhưng mà từ sáng giờ cũng đi mỏi chân rồi. Giờ vâng. Mình ngồi đây nghỉ tí á. Dạ vâng ạ. Thưởng thức quả chanh leo. Đây ngồi đây nhá. À, ngồi đây. Người ta nói là có nhiều cái công dụng và là một trong những cái thứ đồ uống rất là tốt đúng không anh? Đúng ạ. Về là cái quả chanh leo này, đây. Nó rất nhiều cái dinh dưỡng ở bên trong này. Đấy. Làm uống bổ ra. Đấy. Là nó đây nó rất là thơm. Đấy, thơm nhé, mà nó đây của nhà dòng ra là đấy là việc theo việc gáp đấy là không phun phiếc gì đâu. Vâng. Phụ nhà mình là chính đâu. Mình có thể ăn luôn được anh? Ăn luôn được. Thế em xem nào. Đấy. Wow. Tương đối là vàng anh ạ. Đấy, vàng rất thơm. Thơm, yeah. Thơm chua. Cái này mà chín tí nữa là không cần phải đường hay gì đâu anh nhỉ? Không, không, không. Nó đã ngọt rồi. Vâng, quả này ngọt đấy nhỉ? Quả này nó lại còn hơi xanh xanh một tí, vâng. Hơi nước. Cái này mà làm đồ uống ở trên các thành phố lớn là cũng tương đối là đắt đấy anh ạ. Cái này như là về dưới Hà Nội đấy, dạ. Đấy như là các khách sạn ấy, người ta bỏ ra quả chanh người ta khoét này đi đổ làm sữa chua làm trong này. Vâng. Chú ăn có ngon không? Em thấy là tương đối là ngọt đấy anh ạ, thơm. Thưa quý vị, với mô hình trồng chanh leo thì trong buổi sáng nay tôi đã cùng trải nghiệm cùng anh Ba. Có thể thấy được rằng là cái hiệu quả kinh tế từ cây trồng này mang lại cho anh Ba cũng như là nhiều hộ dân trong vùng ở Mộc Châu tương đối là lớn. So với một số loại nông sản khác thì có thể thấy là đây là một trong những nông sản mang lại cái giá trị kinh tế cao cho người dân nơi đây. Hiện nay, toàn tỉnh Sơn La có khoảng 700 hecta chanh leo. Mỗi hecta chanh leo cho ở thời kỳ ổn định kinh doanh, năng suất đạt khoảng từ 10 đến 15 tấn. Ước tính sản lượng chanh leo của tỉnh năm nay đạt trên 10.000 tấn.
Nông sản này được trồng tập trung tại các huyện Mộc Châu, Vân Hồ, Thuận Châu và Yên Châu. Riêng huyện Mộc Châu có diện tích khoảng 300 hectare. Với những người trồng chanh leo ở Mộc Châu, họ coi đây là cây vàng. Bởi từ 2 năm nay, nhiều hộ gia đình đã chuyển đổi trồng tập trung và đã cho thu nhập tiền tỷ. Nông sản này không chỉ phục vụ thị trường trong nước mà còn được xuất khẩu sang các nước châu Á và đặc biệt là châu Âu, vốn là những thị trường khó tính. Khi núi rừng chìm trong giấc ngủ, chỉ còn thấp thoáng đâu đó những ánh đèn từ những chiếc xe tải đi vận chuyển chanh leo. Những chuyến xe được Hợp tác xã Chanh Leo Mộc Châu đi thu mua nông sản gần giáp biên giới Lào hơn 3 giờ đêm mới về tới xưởng. Mỗi người một việc, bận rộn phân loại nông sản cho đến lúc mặt trời lên. Đây là mình nhập vãi đâu về đây? Nhập ở các địa điểm, các đại lý của Hợp tác xã. Anh Thái, chủ nhiệm Hợp tác xã Chanh Leo Mộc Châu, được biết đến là người đầu tiên đưa giống chanh leo lên vùng đất Sơn La. Anh không chỉ hướng dẫn người dân trồng mà còn trực tiếp thu mua tận nơi cho người dân. Tại đây, chanh leo sẽ được phân làm 3 loại để xuất bán. Bây giờ là mình 3 rổ này là chia làm 3 loại hạt. Ừ, đúng rồi. Bây giờ anh sẽ hướng dẫn em là trong vấn đề là phân loại chanh nhé. 3 loại. Đây này, đây là loại 1 này. Để em nhìn cái quả nó là to trội. Em nhìn to trội, bóng, không có vết bệnh. To trội hẳn nhé. Bóng là không vết bệnh. Đây, đây là loại 1. Đấy nhá. Đây có loại 2 đây. Như những quả này em chọn là loại 1 có đúng không anh? Còn loại này thì không đủ tiêu chuẩn, nó bé hẳn. Đấy, nó bé hẳn. Loại này là loại mấy ạ? Đây, loại 3 mà. Ba. Đây này loại 3 đây này, em nhìn này. Đây loại 3 này. Nếu chắc cái này là phải quen thì quen rồi, quen mới làm nhanh được, người ta quen làm nhanh. Đây đây, đây loại 3. À. Đấy là hàng 1 đây này, em nhìn cái quả nó to nhé. Nó to trội hẳn đây. Vâng. Đây. Đấy, đây này, đấy, nó to hẳn mà. Vâng. Đấy, đây đây là loại 1. Vâng, đây đều đấy, đúng đấy. Không ạ? Rồi rồi. Đóng quy cách là 30 cân là xuất khẩu. Thì cái việc mà mình phân loại như thế này thì người cái tâm lý người ta là có đồng ý không? Cái vấn đề bây giờ đơn vị là đi mua xô. À, về coi là bên đơn vị là tự về nhờ người coi là thuê người về trực tiếp công nhân là nhặt phân loại. Vâng. Còn người dân người ta bán xô. Đây như thế này là hình thức bán xô. Vâng. Đấy, mình về mình ở phân loại. Em là chưa quen. Còn ở đây là các công nhân người ta quen rồi. Tối là người ta đến là người ta nhặt rất là nhanh, nhanh lắm. Đấy, người ta quen rồi. Riêng cái cây chanh leo này sáng ra nó hơi bị xương ướt, ướt là không được bứt. Bứt là thường thường là sang bên đấy nó hay bị loang. Nó mà loang rất là khó bán. Có nghĩa là mình không được bứt vào buổi sáng này. Đúng rồi, nó phải chờ cho khô lên. Chờ nó khô lên, cho khô ráo lên thì cái da nó sẽ cứng. Đấy, cho nên vấn đề là nó mã lên rất là đẹp. Còn nếu mà nó bị nước một cái là nó sau nó loang. Đây thứ hai là nếu ướt cái là chỉ hơi nhẹ cái là nó xước ngay. Đây. Xước cái là nếu mà chín cái nhìn rất rõ. Cái này mà khi mà xuất khẩu mà đưa sang được các nước đấy thì cái quả chanh nó đã héo ngay chưa hay nó vẫn còn tươi như thế này? Phải tươi như thế này. Nó tươi như thế này họ mới chấp nhận. Phải tươi như thế này. Đấy, đóng làm sao quy cách đủ tiêu chuẩn. Hàng 1 là 1, 2 là 2, mà hàng 3 là 3. Vâng. Đấy, tất cả nó có chủng loại hết. Vâng. Đấy, chủng loại hết. Còn cái hàng xấu nhất ấy, ví dụ cái hàng nó bệnh, đây như hạn cái quả móp méo bệnh như thế này. Vâng. Đây, ví dụ là quả nó bệnh đốm như này. Đây như này. Cái này họ lại trả về hay sao anh? Thì anh lại cho đi hàng dịch. Hàng kia. Đấy, cái hàng đấy là đi nhà máy. Đi nhà máy để chế biến dịch. Dịch quả chanh dây. Vâng. Ở đấy. Cái đi xuất khẩu châu Âu là có chứ. Đấy là người ta cũng rất là nghiêm ngặt, người ta kiểm tra hết. Đấy là coi là còn đi thị trường Trung Quốc ấy, thì trong cái vấn đề đấy thì lại người ta lại có cái là người ta dễ hơn. Đấy, thế em thấy đây là cái sản lượng của mình đây thì hợp tác xã mình thu mua thì em thấy là cũng nhiều đấy nhưng mà chắc là cũng chưa đáp ứng hết được. Vâng. Vậy thì mình có cái chiến lược gì để mà làm sao đáp ứng được cái nhu cầu thị trường cái, không xuống giá, không bị mất giá không? Cái mất giá thì trong cái vấn đề thì để nói là cái sản lượng ấy cơ bản nhất là cái vấn đề là phải nâng cao cái ý thức cho bà con để làm sao cái cây chanh mà làm ra sao là quả chanh nó phải chẳng hạn ví dụ to đều như thế này là không có hàng bé, là mình ví dụ như không có hàng bé như này, đây nó bé này
chanh nhiều nhà người ta làm kỹ thuật tốt ấy, chanh toàn gần như toàn chanh to này thì không bao giờ bán mất giá. Hai ngày nữa, những lô hàng chanh leo được phân loại sẽ được anh Thái đưa đi xuất khẩu sang Trung Quốc và một số lượng nhỏ được xuất sang thị trường châu Âu. Đối với người dân cao nguyên, quanh năm gắn bó với đất, chăm từng gốc chanh leo, điều mà họ mong muốn là tiêu thụ loại nông sản mới này được thuận lợi. Họ sẽ không phải đối mặt với cảnh được mùa mất giá hay phá bỏ nông sản như trước đây. Và trên cao nguyên này, đến khi nào những dàn chanh leo còn phủ dài các triền đồi, có nghĩa cuộc sống của người dân ngày một ấm no hơn.